Câu chuyện tình ba người giữa Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh, Lý Phi Nhi cách đây 10 năm lại bất ngờ dậy sóng trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Việc Huỳnh Hiểu Minh và tình cũ Lý Phi Nhi tái hợp và có những cử chỉ tình tứ trong chương trình truyền hình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa thứ hai đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Đồng thời, việc Angela Baby bất ngờ đăng đàn giải thích và phủ nhận mình là người thứ ba trong mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi đã khiến câu chuyện cách đây 10 năm bất ngờ hot lại. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn không buông tha cho cặp đôi Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh khi tung ra một số tin nhắn liên quan tới vụ việc cách đây 10 năm. Vào năm 2011, Lý Phi Nhi tiết lộ với một tờ báo rằng có một lần cô tò mò lấy điện thoại của Huỳnh Hiểu Minh để kiểm tra và phát hiện ra tin nhắn của Angela Baby gửi cho anh có nội dung. Đến bao giờ anh mới cho em đáp án? Em cần một người bạn trai, chứ không phải sex partner, bạn giường chiếu. Lý Phi Nhi khẳng định rằng khi nhìn những tin nhắn này, cô đã quyết định chia tay và Huỳnh Hiểu Minh không có ý định níu giữ cô. Vào năm 2011, Angela Baby đã lên tiếng phủ nhận những tin nhắn trên và cho rằng truyền thông cố tình bôi nhọ danh tiếng và uy tín của cô nhưng không có bất kỳ hành động quyết liệt nào. Tới tháng 1, 2021, Angela Baby bất ngờ lên tiếng phủ nhận chuyện cô là người thứ ba trong mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Lý Phi Nhi. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh tổ chức hôn lễ vào năm 2015 sau gần 6 năm hò hẹn. Hai người đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2017. Vào thời điểm hai người bắt đầu bên nhau, một số nguồn tin đã đồn thổi về việc nữ diễn viên sinh năm 1989 là người thứ ba. Lý Phi Nhi cho biết, vào năm 2010, khi cô và Huỳnh Hiểu Minh vẫn quan hệ yêu đương, tin đồn về việc Hiểu Minh và Angela Baby đi lại với nhau đã rộ lên trong làng giải trí. Song, chỉ tới khi cô đọc được tin nhắn thì cô mới tin đó là sự thật. Suốt 10 năm qua, Angela Baby bị gán mác là hồ ly chật bồ. Trong chia sẻ gần đây của mình, Angela Baby lý giải lý do im lặng. Vì nhiều năm như vậy, tôi không muốn giải thích, đó là lý do thứ nhất. Tôi cảm thấy không cần thiết, cuộc sống là của mình. Thứ hai, tôi cảm thấy đây là chuyện của anh Huỳnh và Lý Phi Nhi. Nếu phải nói thì cũng là anh Huỳnh nên giải thích với mọi người. Vậy nhưng, Lý Phi Nhi là ai? Bề bối 10 năm trước của ba người họ là gì? Tại sao đến tận bây giờ, bên cạnh những người ghét bỏ lại có vô số netizen đứng ra bảo vệ và yêu quý cô đến như vậy? Từng nổi đình nổi đám hơn Angela Baby. Lý Phi Nhi sinh năm 1987, hơn Angela Baby 2 tuổi. Tuy nhiên, xét về tuổi nghề, Lý Phi Nhi vẫn thua kém đàn em. Tham gia làng giải trí từ năm 2006 nhờ bộ phim Khang Hy Mật Sử. Nữ diễn viên gây được ấn tượng tốt đẹp bởi lối diễn xuất tự nhiên, nhan sắc thanh tú, ngọt ngào. Tới năm 2007, người đẹp họ Lý sang Hàn Quốc để bồi dưỡng thêm ca hát và vũ đạo, quyết tâm trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, tên tuổi người đẹp lên hương vù vụt khi tham gia Lập Đỉnh Ký bản 2007. Đây là bộ phim đem lại danh tiếng cũng như độ nhận diện cho Lý Phi Nhi. Ở thời điểm đó, trong khi Angela Baby vẫn đang là người mẫu nhỏ tại Hồng Kông, thậm chí chỉ được xếp là người đẹp hạng C, chưa có chỗ đứng tại thị trường đại lục, thì Lý Phi Nhi lại được nhiều người nhớ mặt đặt tên hơn. Lập Đỉnh Ký không chỉ là cái tên đưa Lý Phi Nhi tới gần hơn với khán giả, mà còn giúp cô tìm được Huỳnh Hiểu Minh. Dù trong phim, Lý Phi Nhi chỉ là một trong 7 cô vợ tinh quái của vị tiểu bảo Huỳnh Hiểu Minh. Vậy nhưng ở ngoài đời, cô lại là chính thức chiếm được trái tim của tài tử họ Huỳnh. Thậm chí, khi Mỹ Nam Tân Bến Thượng Hải ra mắt ca khúc Sao Cũng Được, anh còn mời Lý Phi Nhi làm nữ chính đóng MV. Có thể nói, Lý Phi Nhi có cả sắc lẫn vóc. Nhiều người nhận xét, cô nàng không hề kém cạnh Angela Baby bởi người đẹp này sở hữu đôi chân dài, vòng một gợi cảm, không ngại ngần diện những trang phục khoe thân. Tuy nhiên, điều đáng nói, cặp đôi chưa bao giờ thừa nhận hẹn hò, dù trong 3 năm bên nhau, liên tục bị paparazzi chụp hình về chung nhà, đi ăn cùng nhóm bạn, có cử chỉ tình tứ. Cả hai quyết định kín như bưng, tuy nhiên, thái độ này của Huỳnh Hiểu Minh vô tình khiến Lý Phi chết danh là người tình tin đồn, chưa bao giờ là bạn gái công khai. Drama tình ái căng như dây đàn của bộ ba thị phi. Tháng 8 năm 2009, Angela Baby lần đầu gặp Huỳnh Hiểu Minh nhờ sự giúp đỡ, giới thiệu từ những người bạn thân. Cả hai thậm chí còn đi hát karaoke với nhau. Kể từ đây, tình cảm của cặp đôi bắt đầu nảy nở. Trong lúc này, truyền thông vẫn đinh ninh tài tử họ Huỳnh và Lý Phi Nhi vẫn đang hẹn hò. Vậy nhưng, tới tháng 2 năm 2010, Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ bay tới Hồng Kông để dự tiệc mừng sinh nhật Angela Baby. Tới tháng 3, người mẫu Hồng Kông này xuất hiện tại Bắc Kinh cùng năm diễn viên dự tiệc sinh nhật một người bạn chung. Không dừng lại ở đó, tới tháng 6, truyền thông Hoa ngữ loan tin cặp đôi về chung một khu biệt thự. Ở bên nhau suốt mấy ngày mấy đêm, cùng nhau tới và rời khỏi mái nhà chung nhiều lần.
Lúc này, tin đồn về việc Huỳnh Hiểu Minh chia tay Lý Phi Nhi râm ran khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nam diễn viên không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Với xuất thân là người mẫu kém tên tuổi, trái ngược hẳn so với Huỳnh Hiểu Minh, lúc đó đã được đánh giá là tiểu sinh. Angelababy bị fan của bạn trai tin đồn phản đối rất nhiều. Thời điểm đó, cô bị netizen nhận định là cố tình ké fan của Huỳnh Hiểu Minh. Không chỉ vậy, kể từ khi hẹn hò với nam thần hàng A Cbiz, cô cũng chia tay luôn với tài tử Trần Vĩ Đình, người bạn trai hẹn hò suốt 3 năm thuở còn chập chững bước vào nghề. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn khi tới tháng 7 năm 2010, trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được đặt câu hỏi về việc Huỳnh Hiểu Minh có phải rất đào hoa, Lý Phi Nhi bắt đầu ấp mở. Tôi thấy Huỳnh Hiểu Minh là một người rất được, tuy nhiên tôi nhận ra cảm giác an toàn là thứ mình dành cho bản thân mình, bởi lẽ đàn ông dù có đẹp trai hay không thì cũng sẽ ngoại tình thôi. Chính vì thế, phụ nữ phải thật kiên cường, mạnh mẽ, phải có công ăn việc làm, phải tự mình kiếm tiền, đừng ỷ lại vào đàn ông. Phát ngôn táo bạo này của Lý Phi Nhi khiến cho công chúng tin rằng cô chủ động xác nhận Huỳnh Hiểu Minh ngoại tình với Angelababy. Nữ diễn viên cũng bạo miệng khi được hỏi về vấn đề Angelababy vướng nghi vấn giao kéo. Tôi thấy Angelababy vô cùng xinh đẹp. Nói cô ấy thẩm mỹ thì đúng là tính chiêu trò rất cao đấy. Cái kết không ai ngờ sau 10 năm bê bối. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh chính thức công khai hẹn hò vào ngày 28 tháng 2 năm 2014, đúng dịp sinh nhật tuổi 26 của Baby. Cặp đôi khiến dân tình choáng ngợp và bàn tán xôn xao khi Huỳnh Hiểu Minh tặng chiếc siêu xe bị nghi là hàng second hand cùng màn bất ngờ giả trần của nữ chính. Sau đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy quyết định tổ chức hôn lễ thế kỷ vào tháng 10 năm 2015 với vô số những lời thề thốt ngôn tình. Vậy nhưng, niềm vui ngắn chẳng tay gan, chỉ sau 3 năm bên nhau, cả hai vướng vô số tin đồn ly hôn. Không còn mặn nồng, chỉ xuất hiện bên nhau cũng như nhắc về nhau trên truyền thông, cặp đôi lạnh nhạt đến đáng ngờ. Angelababy né tránh tuyệt đối những câu hỏi liên quan đến gia đình và ông xã. Trong khi đó, Huỳnh Hiểu Minh dường như vẫn có thái độ hòa hoãn hơn, vẫn khiến CNET phải nửa tin nửa ngờ về cuộc hôn nhân của hai người. Sau 10 năm, Angelababy trở thành mỹ nhân hạng A Cbiz nhờ sự nâng đỡ của chồng cùng may mắn bất ngờ trong sự nghiệp. Ngược lại, Lý Phi Nhi ba chìm bảy nổi, ngập lặng mãi trong showbiz nhưng tên tuổi vẫn không thể nào bật lên được. Mãi đến khi lùm xùm tái ngộ với Huỳnh Hiểu Minh trong show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rè Sóng rộ lên trong giới, người hâm mộ mới nhớ ra đây chính là tình cũ của Huỳnh giáo chủ một thời. Lúc này, mọi thứ đã quá khác biệt so với thuở 10 năm trước. Baby không thể chịu nổi những áp lực suốt một thập kỷ qua phải gánh chịu. Chính vì thế, cô viết tâm thư nói rõ ngọn ngành, mình không phải là tiểu tam. Khi quen Huỳnh Hiểu Minh, ông Huỳnh có xác nhận đang độc thân. Cách phát ngôn xa lạ, khách sáo của Baby khiến netizen hoang mang tột độ, cho rằng cả hai đã ly hôn. Baby không muốn dính líu vào những scandal liên quan tới chồng cũ, nên mới đăng bài viết gay gắt đến vậy. Không những thế, cô còn ngầm tố Huỳnh Hiểu Minh lén lút ngoại tình, không nói rõ ngọn ngành cho cả cô lẫn Lý Phi Nhi. Để rồi, Baby phải gánh chịu tiếng xấu tiểu tam, hồ ly giật bồ suốt 10 năm qua. Về phần Lý Phi Nhi, sự nghiệp và tình duyên của cô không được khai thác quá nhiều. Từng có tin đồn cho hay cô hẹn hò với một người đàn ông giàu có, tuy nhiên, người đẹp chưa từng lên tiếng xác nhận. Tái hợp với Huỳnh Hiểu Minh, giờ đây tên tuổi của Lý Phi Nhi mới được hòng nóng lại một chút. Nhiều người bày tỏ rằng, thực chất mỹ nhân họ Lý là kẻ bị phản bội, vì quá yêu và quá ức ức nên mới có những hành động gay gắt, phanh phui chuyện tình ái của kẻ lằng nhằng Huỳnh Hiểu Minh mà thôi.